Xin chào mọi người. Có khá nhiều bạn nhắn tin hỏi mình á là có nên trồng cái cây sen đá nhập từ Trung Quốc hay không á. Thì sẵn đây mình có nhập một số giống sen từ Trung Quốc, cho nên mình thử trồng và thử thuần một giống mà thuần phun nắng mưa luôn á, để coi là nó có khỏe như là cái sen sen đá của Việt Nam hay không. Thì ở đây mình có hai cây sen đế vương, mình cắt rễ nè, rồi mình để phơi khô, rồi cũng trồng lại trong khoảng 2 tuần rồi. Thì bây giờ mình sẽ đem ra ngoài để thuần phun nắng mưa để coi nó có khỏe hay không ha. Mình sẽ để hai đứa này ở đây, mọi người chú ý cái màu sắc của nó nè. Rồi mình sẽ để ngoài đây không che gì hết, để xem một tháng sau á cái màu sắc của nó có thay đổi gì hay không ha. Hôm nay là ngày 15 tháng 1, tức là còn 2 ngày nữa là cây được 1 tháng. Thì hiện tại mình thấy là cây rất là ổn nha mọi người, vẫn phát triển, vẫn không có dấu hiệu gì hết. Và trong cái thời gian đầu mà mình mới đem ra đây á, thì cây có dầm mưa 3 lần. Sau đó thì không còn mưa nữa, thì cứ cách 2 ngày mình tưới, giống như kiểu tưới giả mưa á. À, để ép cây thử tưới nước, lượng nước như vậy thì cây chịu được không, thì cây vẫn chịu được nha mọi người. Và mình có đem ra đây một số cây khác nữa. Đây là cánh bướm nè, bluebird nè, hay còn gọi là chim xanh á. À, một cây thịt bò hay còn gọi là raindrop á. Thì cả những cái cây này đều là cây Trung Quốc hết đó mọi người. Và mình mới đem ra thì được cỡ một tuần à. Cũng đem ra tập như bình thường, chưa có dấu hiệu gì hết ha. Sau một tháng mình thấy là cây khỏe lên, cứng cáp rồi ha. Và các lá của nó cúp lên rất là đều, đẹp. À, màu của nó cũng đậm lên rất là nhiều rồi ha. Cây rất là khỏe rồi. Nó rớt đá thôi chứ cũng không có rớt cây xuống. Thì mình nghĩ là mình thần như thế này là thành công rồi đó mọi người. Và bây giờ mình sẽ đưa ra một số nhận xét về cái dòng sen Trung Quốc này ha. Hôm bữa mình nhập về là 20 mấy cây, mình có bán bớt thì hiện tại còn có 10 cây à. Thì mình còn lại một số giống như là cánh bướm nè, baby finger ha, rồi bluebird. Cái này là sen nút, này thì mấy bạn biết rồi nè, đế vương ha, rồi một cây pha lê xám. Thì trong quá trình mình thuần 20 mấy cây đó thì mình có chết một cây, đó là cây pha lê xám này. Lý do nó chết đó, không phải là do nó yếu, mà là mình lúc mà mình tỉa rễ cây, mình quên mình để ở góc vườn á, cái chỗ đó nó bị mưa tạt. Thì tối hôm đó mưa nó tạt vô mà cái rễ cây nó chưa có khô, thành ra là nó bị nhiễm trùng, rồi nó hư luôn nguyên cái cây đó. Còn ngoài ra những cái cây khác thì vẫn bình thường. Thì lô đó đúng chỉ có chết một cây duy nhất thôi à. Vậy thì cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà mình trồng sen Trung Quốc đó là cái thời gian ra rễ á, nó có vẻ như là nó sẽ chậm hơn so với sen Việt Nam. Tại vì sen Việt Nam mình đa số á, mình thấy là chỉ trong vòng một tuần á, là cây ra rễ rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái sen Trung Quốc này nè, thì những giống trên bàn này thì chỉ duy nhất có cái thằng pha lê xám này nó ra rễ nhanh thôi, là cỡ một tuần nó ra. Còn những cái cây còn lại á, mình thấy là 2 đến 3 tuần nó mới ra rễ, và ra rễ cũng rất là ít. Mình cũng không hiểu tại sao, và mình nghĩ là chắc có thể là tùy cái giống cây nữa. Để một thời gian sau khi mà mình trồng nhiều cái giống Trung Quốc hơn á, thì lúc đó mình sẽ đưa ra nhận xét cụ thể ha. Còn về cái sức khỏe của cái cây này á, thì mình thấy là nó ổn, nó rất ok, chứ nó không phải yếu như mà mọi người hay nói đâu. Mình thấy trồng ok lắm, mình trồng lên cũng không có bị bệnh gì hết. Thấy khỏe cũng tương đương với cây Việt Nam thôi à. Mình nghĩ là chắc có lẽ là mấy bạn trồng mà trúng ngay cái cây mà sen mà bị chích thuốc á, thì nó mới bị như vậy thôi. Chứ mình thấy cái dòng cây mà màu tự nhiên như mấy cái cây này nè, những cây này là đang là màu tự nhiên nè, thì mình thấy rất là ổn. Nhưng mà trên thị trường á, nó có bán một cái giống sen Trung Quốc, nó bị tiêm thuốc. Thì cái giống sen nó rất là yếu. Thì tí xíu nữa mình sẽ cho mọi người xem cái giống sen đó nó như thế nào ha.
Còn hiện tại mình đối với mình thấy là những giống cây này rất ổn luôn. Nếu mấy bạn nào á mà đang muốn trồng thử những cái giống cây mới á, thì mấy bạn cứ việc mua cái cây này về đi, mình thấy rất là ổn. Riêng mấy bạn nào mà mới chơi á, thì mình khuyên là mấy bạn nên trồng sen Việt Nam trước, tại vì sen Việt Nam giá thành nó cũng rẻ. Mình mua về mình tập chơi trước, mình coi thử coi là sen đá nó có những cái bệnh gì, mình tìm hiểu, mình trồng thử, mình tìm hiểu hết đi rồi mình hãy nâng cấp lên cái những cái giống cây ngoại nhập, tại vì giá cây Trung Quốc nó cũng khá cao, khoảng chừng cây nào mình cũng nghĩ là cũng khoảng trên 50.000 một cây á, giá nó khá cao ha. Còn cái sen Việt Nam thì 15-20.000 gì một cây à, nó có chết thì cũng đỡ tiếc. Còn sen Trung Quốc thì mắc, hơi mắc hơn. Cho nên nếu như mấy bạn nào muốn tập chơi thử thì nên tập ở cái sen Việt Nam trước, tìm hiểu các bệnh của nó, rồi hãy tiến đến trồng những dòng sen mắc tiền hơn ha. Rồi, còn nếu mấy bạn nào có điều kiện thì ok, cứ tự nhiên, thích thì mình mua thôi. Vậy ha. Rồi, bây giờ mình sẽ search cho mọi người xem cây chích thuốc nó trông ra sao ha. Thì mình không thể nào đính kèm cái tấm hình lên trên cái clip của mình được, tại vì nó gọi là sao ta, nó vi phạm bản quyền á. Thứ hai nữa là cái tấm hình của mấy bạn thường thường đính tên shop lên, cho nên mình không muốn ảnh hưởng kinh doanh của người ta ha. Rồi mình sẽ search cho mọi người xem. Đây, đây chính là cây bị chích thuốc nè. Điểm đầu tiên để mà phân biệt á, đó là về màu sắc. Thì màu sắc của sen chích thuốc á, nó rất là lòe loẹt, cực kỳ nhức nhức mắt luôn. Mọi người có thể nhìn nè, đó, nhìn rất là chói ha. Và cái điểm thứ hai nữa phân biệt đó là cái vết lem á, nó sẽ nằm trên đỉnh. Lúc nào nó cũng nằm trên đỉnh đỉnh của cái cây hết đó, chứ nó không có nằm ở đâu hết. Nhưng mà ở ngoài tự nhiên á thì cái cây lem á, nó lem tá lá tùm lum hả, lem hả, ở dưới 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 cái lá, những cái lá cuối cùng nó cũng lem luôn, chứ nó không phải lem trên đỉnh không đâu. Rồi. Rồi còn một cái điểm cuối cùng nữa giúp mọi người phân biệt nữa đó là sao? Thì đó là như thế này nè, khi một cái cây chích thuốc á nó luôn luôn giống như là nó có một cái khuôn sẵn vậy á. Cho nên mọi người nhìn nè, y như cái vết lem nó giống như nó theo một cái khuôn đúc in như thế nào thì nó ra y như vậy nè. Nè, vết lem ở đâu ha, chỗ nào không lem, chỗ nào lem ha, rất là rõ luôn. Nè nè, à, chỗ này không lem, chỗ dưới đây phải lem nè, lá nào cũng như lá nào, thấy không, như một cái khuôn đi ra vậy á. Nhưng mà ở ngoài tự nhiên á, cái cây tự nhiên á, nó không làm được điều này nha mọi người. Nó lem tá lả tùm lum luôn, nó lem mà hả, ở dưới đây, ở dưới 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 gốc nè, dưới cái lá ở dưới gốc nè, rồi nó lem ở trên đỉnh nè, nhiều khi nó lem ở cái vết lem nó nằm ở trên cái ngọn nè, cũng có khi nó lem ở dưới cái gần cái cuống lá nè, nó lem tá lả tùm lum nha, chứ nó không có lem theo cái kiểu theo cái khuôn y như vậy đâu. Để tí xíu nữa mình sẽ cho mọi người xem cái một số cái cây lem của mình có. Đây, em này hồng dâu nè. Hồng dâu nè. Hồng dâu bình thường nè, còn hồng dâu chích thuốc đây nè, đó, này xương rồng nè, đủ các màu luôn ha. Rồi có gì nữa nè, đô la nè, đô la xanh nè, bị chích thành vậy nè, đó. Vậy thì tại sao mà mình không nên mua cái dòng sen này ha? Bởi vì dòng sen này rất là yếu, do là khi người ta chích thuốc á, mọi người biết sao không? Nó sẽ làm mất diệp lục cái chỗ đó. Thí dụ như cây này đi, nó chích vô vậy là làm mất diệp lục của cái cây, cho nên ảnh hưởng đến quang hợp của cái cây, làm cây mình rất là chậm phát triển. Và thứ hai nữa là cái thuốc nó vô cái phần lá đó thì nó sẽ dễ làm cho cây bị thối lá. Đây, cái cây này đang bị thối nè, nó thối cái chỗ mà bị nhộm nè, đó. Không biết có cái hình nào nó rõ hơn cho mọi người xem hay không. Đây đây nè, hư lá nè, cái lá bị nhộm nè, nó bị hư nè, đó. Cho nên cây này á, nếu mà mấy bạn nào mà chăm kỹ á
thì một thời gian sau cái cây này nó sẽ lộ nguyên hình nó sẽ trở về cái màu gốc của nó. Còn á, mấy bạn nào mà không chăm không kỹ thì nó sẽ chết, tại vì cây này yếu lắm, nó không có phát triển nổi luôn, rất là yếu ớt. Vậy thì á, nếu như mấy bạn nào mà mua cây mà để trưng bày ở triển lãm hoặc là trưng bày lễ hoặc là tiệc tùng gì á, chỉ yêu cầu trưng bày 1 2 ngày, 1 tuần gì đó, hoặc là tặng ai nhân dịp gì đó, thì mấy bạn mua cái này cũng được, tại vì giá của nó cũng không có cao, giá rẻ lắm cũng không có cao, tại mà màu sắc của nó thì cũng 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 nhìn cũng bắt mắt nữa, cho nên mình nghĩ là nếu để trưng bày thì rất ok ha. Còn nếu bạn nào mà muốn trồng lâu dài á thì không nên trồng dòng này, tại vì chăm cực dễ chết, mất thời gian lắm, cho nên thôi mình cứ lựa màu bình thường, màu tự nhiên mà mình chơi thôi, đừng có chơi bá quỷ này ha, mình không có kinh doanh cái dòng này đâu. Rồi giờ mình sẽ cho mọi người xem một số cái cây lem á, mà lem tự nhiên của mình á, để cho mọi người xem coi là nó có khác gì với cây cây này không. Đây nè, đây là một cái cây va tự nhiên của mình nè. Nè mọi người thấy nè, nó không theo một cái quy tắc nào hết. Thấy không? Bên đây lem nhiều, bên đây lem ít. Lá này lem như thế này, lá bên đây lem khác ha. Chứ nó không có theo một cái khuôn nào hết đó. Còn cái kia hả, lá nào y cũng như đá đó, lem y như nhau à. Còn này nè mọi người thấy không? Rõ ràng ha. Màu của nó cũng không có chói, mà nó lem rất là đều, từ ở dưới những cái lá ở dưới cuối cùng đến những cái trên đỉnh nó vẫn lem bình thường ha, chứ nó không phải như kia chỉ có lem ở trên đỉnh thôi đó. À, cái cây này của mình cũng là cây lem nè, nhưng mà cái lem này không có rõ bằng cái cây hồi nãy nè. Mọi người nhìn nè, nó đây nè, cái vết lem của nó nè, nó không có theo quy tắc nào hết ha. Nè bên đây nè, cái vết lem của nó nè, mất cái vết vàng vàng á. Mà cái cây nó lem tự nhiên á mọi người, giá nó phải từ vài trăm đến vài triệu ha, hàng trăm hàng triệu không à, chứ không có giá rẻ đâu như mấy cái cây chích thuốc đâu nha. Rồi mình sẽ sẵn đây mình sẽ nói luôn về cái vụ mà mấy bạn hay nói là ủa sao nhập sen ở bên nước ngoài vậy á, rồi thời gian sau nó không giữ được cái màu như ban đầu nữa. Thì để bây giờ mình sẽ giải thích luôn cái cơ chế lên màu của sen đá luôn, là bất luận là mấy bạn nhập từ đâu về ha, từ Trung Quốc, từ Hàn Quốc hay từ ở cái nước nào về đi nữa, thì sen đá nói chung đều thay đổi màu sắc á, theo cái ba cái yếu tố này. Thứ nhất là ánh sáng, ánh nắng. Thứ hai là cái lượng nước tưới, và thứ ba nữa quan trọng nhất là cái nhiệt độ. Vậy thì cái ánh sáng, ánh nắng là nó ảnh hưởng như thế nào? Thì á, cái sen đá khi mà nó ở cái chỗ nào mà nó khô, có nghĩa là nắng nóng quá, thì nó sẽ đổi màu sắc để chống lại cái nắng nóng đó, để cho nó tránh bị cháy da hoặc là nó bị mất nước. Cũng giống như con người á, mọi người có thấy là ủa tại sao người châu Phi màu da đen còn người châu Á mình da vàng, rồi tại sao người châu Âu lại da trắng không? Bởi vì á, trong nắng nó có cái tia ngoại tử ngoại á, cái tia tử ngoại đó nó nếu mà ở cái vùng địa lý nào mà nắng nó gay gắt quá thì nó sẽ làm hại sức khỏe con người. Cho nên bởi bởi vậy ở bên ngoài châu Phi á, nắng nó nhiều như vậy, nắng gắt quá, cho nên da con người ta phải màu đen. Thiệt ra thì cây sen đá nó cũng như vậy thôi. Và cái yếu tố thứ hai đó là lượng nước tưới. Thì khi mà ở ngoài tự nhiên, cây sen đá nó ở ở cái chỗ trên vách đá vách núi á, thì nó sống trong môi trường khô cằn quá, thì nó bắt buộc nó phải đổi màu để cho nó tránh bị gọi là mất nước. Và cái yếu tố cuối cùng đó là yếu tố nhiệt độ. Thì nếu mà cây sen đá nó ở cái xứ lạnh á, nó cũng sẽ đổi màu để chống lại cái lạnh ở đó. Còn nó về xứ nóng á, thì nó cũng đổi màu theo cái kiểu màu của xứ nóng để chống lại cái nóng. Vậy thôi. Thì cho nên là mấy bạn không thể nào gọi là yêu cầu cái sen đá là phải giống được cái màu lúc ban đầu khi mà mới nhập về được. Tại vì nó là do chênh lệch nhiệt độ giữa các quốc gia với nhau, thì không thể nào mà nó giống được cái màu ban đầu được. Cái này là phải chấp nhận thôi. Nếu nói như thế này á thì mấy bạn sẽ thấy là rất là thất vọng và không muốn trồng, nhưng mà mình vẫn sẽ chỉ cho mọi người cách là có thể là mọi người sẽ không thể nào giữ được cái màu gốc nữa, nhưng cũng có cách để giúp mọi người á là hạn chế cái mất màu đó. Thì thật ra mà nói á, nó mất màu thì cũng không phải là mất màu hoàn toàn đâu.
có những cây á, nó chuyển sang một màu khác, nhưng cũng có những cái cây á, nó sẽ đậm hơn hoặc là nó nhạt hơn. Giống như là cái cây sen đế vương hồng của mình á, thì cái cây này á, mình về đây mình trồng thì nó đậm hơn lúc ban đầu, mọi người có thể thấy rồi đúng không? Cho nên không phải là cây gì nó đổi màu, nó đổi sang xứ nóng nó cũng xấu hết á. Vậy thì mọi cái có cách nào để mà mình giữ được tối thiểu, có nghĩa là giảm thiểu tối đa cái mức mà nó bị mất màu hay không? Thì mình khẳng định luôn là có. Thì mọi người sẽ dựa theo hai cái yếu tố ban đầu, đó là ánh nắng, ánh sáng và cái lượng nước tưới của mình. Chứ cái yếu tố nhiệt độ thì mình thua rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ ép màu như thế nào ha. Thì đầu tiên á, đó là mấy bạn cố gắng tìm cái vị trí đặt đặt sen đá nào mà nó nhận được nhiều ánh sáng, ánh nắng nhiều nhất có thể ha. Nếu mà mấy bạn nào mà có cái chỗ nào mà thoáng gió nhiều nắng á, thì tốt nhất mấy bạn nên thuần để full nắng mưa luôn, là cây lên màu đẹp lắm. Và cái yếu tố thứ hai là yếu tố về lượng nước tưới. Thì mấy bạn sẽ canh tưới làm sao mà lúc nào cây nó cũng ở trong tình trạng là đủ nước thôi chứ không thừa, thì cây nó sẽ lên màu được. Mấy bạn có chú ý là tại sao những cái chậu sen Hàn á, người ta nhìn vô á, người thấy người ta trộn á, toàn là những cái thành phần như là pu mai, lai hoặc là sỉ than hay là hạt đất nung, trộn mấy cái viên, mấy cái hạt sỏi đồ quá trời trong chậu không? Là bởi vì mấy bạn đó đó đang cố gắng tạo một cái môi trường á, lúc nào cũng khô hạn hết á. Tại vì với cái thành phần giá thể như vậy á, tưới vô là nó khô liền à, nó thoát nước ra hết, nó khô liền à. Cho nên cây lúc nào cũng trong tình trạng khô, giống như ngoài tự nhiên, thì lúc đó cây nó mới giữ được màu. Chứ mà mấy bạn chọn cái giá thể mà nó giữ ẩm nhiều thì cây lúc này đang thừa nước và nó không cần phải thay đổi màu nữa. Còn cái giá thể của mình á, thì mình dùng cái công thức đó là cái những cái thành phần mà giúp cho thoát nước nhanh như là perlite hay là pumai đó, thì nó sẽ chiếm từ 50 đến 60%. Còn mấy bạn có thể chọn thêm nữa cũng được. Và cái điều nữa đó là cái khoảng cách tưới á, mấy bạn cũng phải canh làm sao á, là cho nó hợp lý, chứ không phải lúc cứ tưới thường xuyên ha. Mấy bạn muốn giữ được màu á, thì mấy bạn phải canh làm sao á, là cứ thấy nó khô ơi là khô là mấy bạn tưới, cứ thấy khô là mấy bạn tưới, chứ đừng có cứ hở quy định là 5 ngày hay 7 ngày hay gì tưới một lần. Nhiều khi á, gặp cái thời tiết đó hả, nó nhanh khô. Cái gì mùa nắng thì nó nhanh khô đi, nhưng mà mùa mưa thì nó lâu khô, thì tưới theo cái quy định như vậy thì nó không chuẩn. Cho nên là mình cứ canh hả, cầm chậu lên thấy nó khô rang á là mình cứ tưới thôi. Vậy là thì cái cây nó sẽ lúc nào nó cũng ở trong tình trạng khô đó, khô hạn thì nó mới giữ được màu. Mình thấy mấy bạn trồng sen Hàn á, nhiều khi mấy bạn đó hả, để cây sen được cả tháng chờ mới tưới một lần, là mấy bạn đang ép cho nó giữ màu đó mọi người. Còn mình đây thì mình xót sen đá lắm, cho nên mình không nỡ làm vậy ha. Chứ thấy nó bắt đầu khô là mình tưới rồi, chứ để khô quá thấy tội nghiệp quá, nên mình không có ép kiểu đó được. Đó là hai cách giúp mọi người hạn chế cái mất màu của sen đá nhập. Mình hy vọng là sau cái clip này mọi người có thể có một cái cách phân biệt được sen Trung Quốc mà màu tự nhiên và sen Trung Quốc nó bị chích thuốc. Ngoài ra thì cũng hy vọng là mọi người sau clip này có một cái nhìn chuẩn hơn về cái cơ chế lên màu của sen đá. Chứ mọi người đó giờ mọi người cứ nghĩ là cứ đi đem đi phơi nắng là đã lên màu, không có đâu. Nó còn tới hai cái yếu tố còn lại nữa, đó là lượng lượng nước tưới và cái nhiệt độ nữa ha. Tuy nhiên mọi người cũng đừng có nhầm lẫn là cứ hở cái cây sen nhập từ xứ lạnh về xứ nóng là nó đã xấu đâu, có những cây ngược lại á, là về xứ nóng nó lại đẹp hơn đó. Rồi clip của mình đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã xem. Thì sắp tới cũng là Tết rồi, cho nên mình cũng xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người, chúc mọi người một năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, tiền tài như nước ha. Có gì tiền nhiều thì ủng hộ sen đá của bên mình ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình suốt một năm qua. Mình hứa là sẽ cố gắng ra nhiều cái clip có ích hơn để giúp đỡ mọi người trồng sen đá. Rồi, clip đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem. Bye bye.